đang được ngắm nhìn và thưởng thức chất âm của tuyệt phẩm loa nổi tiếng đến từ Mỹ với cặp loa Sequin Vega model VS120. Đây là một trong những model rất là được ưa chuộng ở những không gian phòng khách lớn, sở hữu chất âm 2 trong 1 cho vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke. Chúng ta có thể thấy được rằng nó mang lại chất âm của giới sành nghe và khó tính. Mặc dù đây là phân khúc loa có giá trị cũng như là tầm tiền rất là phù hợp, chỉ cần nhích hơn cặp Boss 3 này, một Series 3 vài triệu đồng thôi, chúng ta đã sở hữu được cặp loa với cấu hình cao to lớn và uy lực mạnh như sấm ở karaoke và nghe nhạc ở những không gian phòng khách thì chúng ta sẽ không tốn tiền mua súp. Đó, quý vị thấy được rằng ngoài chất âm chơi các thể loại và karaoke ra thì nó rất là đẹp và rất là sang trọng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức chất âm cũng như cùng ngắm nhìn lại cấu hình của cặp Sequin Vega đến từ Mỹ. Rất tuyệt vời với các thể loại nhạc phổ thông nhất hiện tại bởi chất âm này. Chất âm ngọt ngào, tê tái và uy lực mạnh mẽ, xin mời quý vị cùng ngắm nhìn lại Sequin Vega VS120 đến từ Mỹ. Được thiết kế với phần thùng gỗ màu nâu vàng rất là đẹp và sang trọng. Nguyên cặp loa còn anh mới và đẹp long lanh. Từng góc cạnh còn nguyên bản, chưa bị sứt mẻ cũng như là lở loét so với một số cặp loa mà đã bị anh em tút lại hay làm lại. Với phần thùng gỗ rất đẹp, cao 82, ngang 42 và sâu 38, công suất trung bình 500W trên trở kháng 8 ohm và độ nhạy 97 dB. Chúng ta thấy được rằng uy lực của giải trầm trên những model này thể hiện rất tốt cho những không gian phòng khách lớn mà khi karaoke thì quý vị sẽ không tốn tiền mua súp và trầm. Đó, mặc dù giá tiền khá là phù hợp, chỉ nhích hơn cặp B3 bãi của tàu xịn vài triệu thôi. Đó, còn B3 đẻo hay là các cái loa hàng fake thì không nói. Đó, nhưng mà chúng ta chơi luôn cặp loa Mỹ, ngắm đã đủ phê rồi. Quý vị chọn gì? Tôi đưa ra 1-2 phương án quý vị lựa chọn. Một Boss 3 này, một Series 3 thùng vàng đẹp thì nằm ở ngưỡng 14-15 triệu bạc đắt nòi. 2 B3 đến từ tàu khựa, hàng bãi tàu khựa thương hiệu Đức xịn 13 triệu hay DK 12 bát 30 ở ngưỡng 12-13 triệu. Chúng ta chơi cặp loa Sequin Vega VS120 này hơn lên vài triệu đồng nữa thôi. Đó.
Quý vị thấy rằng xứng đáng không ạ? Ngắm đã đủ phê rồi. Chất âm thì nghe cả ngày không chán, không mệt tai. Trong khi một vài thể loại thì quý vị nghe đanh và chói, nghe đầu nhức hết đầu. Đó, quay trở lại với chủ đề chính thì với cặp loa còn rất là mới và đẹp xuất sắc trước máy quay. Gồm một bát 30 siêu trầm, gân vải màu đỏ và đặc trưng cái hình loa của hãng Sevin Vega. Xương đúc nam châm từ trắng, nguyên loa còn rất là mới. Một trung âm 16, gân vải lụa tẩm dầu và một chắc kèm phía trên cùng. Phân tần được trang bị luôn cả cầu chì bảo vệ phía sau lưng, cầu chì bóng bảo vệ cho hệ thống check. Logo 3D của Sevin Vega rất đẹp và rất là sang trọng. Quý vị có thể quan sát cận cảnh thay cho này nói. Tất cả thùng vách của nó còn rất đẹp, xuất sắc. Phía sau lưng cũng còn rất mới. Chúng ta không cần phải hỏi và cũng không cần phải bàn. Logo của nó màu tím rất là đẹp này. Sevin Vega. Đó. Đó, quý vị nhìn thấy không ạ? Ở đây thì chúng ta thấy hai cái chấu đấu dây. Ở đây có nó là series VS nhé, VS120 nhé. Đây là cái hộp cầu chì này, mở hộp ra bóng nằm bên trong này, hai cầu đấu dây này, hai ống hơi thoát ở phía dưới chân, rất mạnh. Rất đơn giản. Nhưng chúng ta thấy rằng là sau lưng của nó cũng đã đủ đẹp hơn nhiều cặp loa khác rồi. Đó, quý vị ngắm đi ạ. Tổng thể cặp loa. Tội gì phải chơi bốt. Một cặp bốt bé hơn con, nó một cái súp 30 thì đánh không có cửa lại với cặp loa này rồi. Trầm cặp loa này nó bóp mũi rồi. Trung âm và check nó rất là sáng, lời mic cũng rất là ok. Đó, tôi đang ghép với đẩy vàng mic. Đẹp này thì tội gì chúng ta phải chơi loa tàu, tội gì phải chơi bốt làm gì. 2-3 cặp bốt thì đánh mới bằng cặp loa này. Đó, trầm đánh tốt, trung và check đánh quá tốt. Karaoke thì gia đình, những không gian phòng khách thì nó là tuyệt luôn rồi. Và vậy nó là một trong những model rất là được ưa chuộng và tìm kiếm ở thị trường trong nước cho Sevin Vega VS120 đến từ California, Mỹ. Quý vị và các bạn quan tâm, đăng ký kênh theo dõi. Và ở trên kênh của mình thì quý vị thấy rằng còn rất là nhiều những cặp loa. Và tôi lưu ý rằng tiêu chí trên kênh của mình xây dựng thì mình sẽ tìm kiếm những cặp loa không thể mới hơn và không thể đẹp hơn. Đó, để anh em khi mà có cơ hội đầu tư mua sắm thì chúng ta không bị lãng phí, ta đổi đi đổi lại rồi là mua phải các cái dòng loa nó kém cỏi quá trên thị trường. Đó. Còn những phần tử mà ham ngon bổ rẻ như cách đây một vài ngày thì có những phần tử ngay quanh đây thôi, kể cả ví dụ Hải Vân hay là một vài nơi khác thì rất là thích những cái cặp loa như thế này. Nhưng xin thưa quý vị rằng mười mấy triệu bạc thôi cặp loa Mỹ đòi zin đòi đẹp mới như thế này. Đó, nhưng mà lại đòi giá tiền lại rẻ hơn tàu khựa. Thì xin thưa với quý vị rằng cũng có loa Mỹ hay loa Nhật cũng có rẻ hơn tàu khựa, có, nhưng nó không còn gì là bãi cả. Xin thưa với anh em rằng Tây nó vất đi thì ta cũng vất đi rồi, nó làm lại hết rồi, chẳng còn gì cả. Đó, và những cái phần tử mà ham ngon bổ rẻ quá mà lại không chịu chơi loa tàu, không chịu chơi loa đảo, lại thích loa xịn đó mà lại thích rẻ hơn tàu thì làm cách nào ạ? Theo phương án của tôi thì nên chọn những cái cặp loa mà anh em dùng cháy bỏ rồi, còn cái vỏ, cái thương hiệu, cái tên nó tút tát lại, làm lại hết và bán cho anh em thì những anh em đấy thì chắc chắn là sẽ phù hợp hơn. Còn với những cặp loa nguyên bản đẹp như thế này thì lại dành cho những anh em biết chơi. Đó, tầm tiền thì bèo bọt, không bàn cãi. Mấy mấy triệu bạc cặp loa to này, bàn cãi gì? Anh em thấy xứng đáng không ạ? Tôi phân tích và tôi so sánh thực đấy ạ. Rất dễ, ai cũng có thể biết, ai cũng có thể nhìn. Đây là những điều chia sẻ với anh em trong đoạn clip ngắn ngủi. Tôi đang mở tín hiệu từ TV. Quý vị chờ trong giây lát. Người từng đêm có mơ về em, mưa nhẹ rơi.